Xin chào các bạn và tất cả các anh chị nha. Các anh chị thấy đầu tóc tôi không ạ? Bữa nay không có thời gian đi cắt tóc các anh chị. Tôi đi cạo râu mà tôi dùng cái máy, cái dao cạo râu cạo riết cái mặt tôi nó là ghẻ lở hết thế này. Có cái chuyện này tôi thấy buồn cười quá nên tôi chia sẻ các bạn các anh chị. Mấy hôm nay thì tôi đang làm đơn miễn phí cho tất cả các anh chị em Sài Gòn. Sáng nay tôi gặp một cái trường hợp rất là đau đầu này. Là cái anh này, anh ở trong khu vực Sài Gòn Bình Dương ấy. Thì anh gọi lên cho bên tôi thì anh ấy bảo là bây giờ anh ấy có chuyển cho bên tôi 200 để làm đơn cho mẹ anh ấy. Thế thì tôi có bảo là bây giờ là anh ở khu vực Sài Gòn Bình Dương ấy thì bên em sẽ làm đơn miễn phí cho anh. Anh bảo không. Anh có chuyển cho em 200 là để được làm đơn miễn phí các anh chị. Tôi không hiểu kiểu gì luôn. Nghĩa là anh ấy chuyển tiền cho tôi là để được làm đơn miễn phí thì tôi có đề xuất là tôi trả lại 200 cho anh ấy. Anh bảo là anh ấy không thiếu tiền. Lương tháng anh ấy 20 triệu, anh muốn làm đơn miễn phí cho mẹ anh ấy thôi. Nhưng mà tôi bảo trả lại tiền thì anh ấy không lấy. Thế bây giờ là anh ấy là muốn làm đơn miễn phí thế mà lại trả tiền cho tôi. Đau đầu các anh chị ạ, chả hiểu kiểu gì.